Đến với chung kết của đội bạn, bên bạn có Max C, Baby Max Egyptia. Thứ cái tuyển, à không, ba tuyển dành cho bên bạn ở trong trận đấu này. Baby Max Egypt và Ia rất đẹp đấy. Bên này thì sao? Max C của chim sẻ trọng cảnh rất sâu. Không được khóc, cầm Phonesia ở đầu cảnh. Nó còn cầm Max C nữa ở đầu cảnh. Và cuối cùng Samurian trong tay của chim voi. Quân của GTV là không xấu, nhưng đánh giá về quân thì có vẻ nhiều bên bạn là đẹp hơn ở trong trận đấu này. Bên bạn là đẹp hơn. Và chúng ta xem các thủ của GTV giải quyết bài khó này như thế nào. Bên bạn cũng có Max C, cũng có Yamato và cũng cao cả một cung tuyển Egypt nữa. Đời 4 bên bạn sẽ rất khủng khiếp với sức mạnh của Hot Thần Ia và đạp đôi Egypt. Chip Boy là người đang nhớ map và nói rằng chim sẻ ở trong trận đấu trước đã từng đánh y thủ bài này. Bài này y thủ thắng thì... Y thủ bài này thắng thì... có vẻ là hơi hư cấu. Nhà ở rất sâu đến từ chim sẻ. Nhưng thực ra là nếu như mà sẻ đánh... đánh cung A thì cũng được. Vấn đề rằng lên đời 4 thì cái con Max C này cũng không phải đơn vị quân nó quá mạnh. Hot Thần thì là có, nhưng không có đầu máu. Tầm xa thì cũng chỉ là 7-2. Nó kém hơn rất nhiều so với những con Hot Thần của Yamato. Để có thể thắng trận đấu này thì quan trọng là các nhà chém phải chém siêu siêu tốt thì mới thắng được. Chân không đánh kiểu bình thường là khó đấy nha. Chúng ta đến với nhà đầu cánh game thủ. Vâng, Hoàng Văn Trường, tức Trường Vô Kỵ. Thôi đây thì khi mà game thủ vâng không được khóc chuyển sang cái tên Trường Vô Kỵ này thì bài vở của em ổn hơn rất nhiều. Và thật sự phong cách thi đấu cũng đang lên tay theo từng ngày. Vâng, rất nhiều bạn đang bảo là khóc đánh yếu. Thực ra là ai mà chỉ yếu, tức là các bạn từ lúc thời điểm đầu thì ai cũng yếu thôi. Ví dụ kiểu ông chim sẻ thời điểm đầu solo thì nó rất là tốt, nhưng vào 4-4 thì bao giờ cũng bị chửi. Cả Hồng Anh cũng là như vậy. Ngày xưa thì mình nhớ không nhầm đến cái bầu Lý Thông, bầu của Hà Nội, phải bỏ ra vâng 2 năm trời vâng cho game thủ vên lớp của Hà Nội, vâng chỉ ngồi với anh chế thôi 2 năm thì mới lên được trình độ như bây giờ. Chứ không đơn giản mà tự dưng lại có trình độ như bây giờ đâu. Nếu các bạn cứ bình tĩnh, cái gì nó cũng cần phải có thời gian. Nó không thể như tôi được. Thì tôi là một thể loại đặc biệt rồi, mới sinh ra đã thi đấu hay. Mỗi tội là có tuổi nên là không chơi nữa thôi. Nhường sân khấu lớn cho các người em. Vâng, người nhường sân khấu lớn cho các người em. Không, mình thi đấu mãi. Thi đấu mãi thì nó cũng chỉ có tuổi thôi, nó không thể thi đấu cả đời được. Quay trở lại với bài của Khóc. Một bài ổn đấy chứ. Ba voi về, hai đàn hiêu và có quả phụ. Một bài mà đầu cánh Khóc sẽ chém 25 dần bài này. Và nếu ép chuẩn thì sẽ ép khoảng tầm 12x. Đây chiếc BG ăn quả. Một bài khỏe, lên đời sớm và khỏe. Vâng, mất 10 thịt. Một tướng hơi cầu toàn đến từ Khóc. Nhét 2 dần. Vâng, ăn chung. Vâng, ăn chung với màu nào. Vâng, như vậy màu 4 kia thử vô thường. Ăn chung màu 4. Nhưng Khóc có vẻ như là có vị trí đập chiếc nhà BG đẹp hơn. Ăn được nhiều cây quả hơn. Vô thường đang gom rất nhiều dần ra vị trí này. Nhưng đây bài mà ăn chung thì cũng được, không ngán. Đồ rất nhiều dành cho Khóc. Đến với nhà của nó một ở đầu cánh bên kia. Nồi cũng đang có vòi. 26 dần. Đây nó một vừa cấy vợ xong, cả bác đánh rất nhiều dần và anh kích đời như một cái bơm. 26 dần và kích ở trong đầu bằng cuối 8. Muộn lắm, rất muộn màng. Nhưng khá may mắn cho anh là đây là cái thể loại không trồng giò trong đời 2. Người vẫn dẫn sẽ có rất nhiều cơ hội để cho nó một tích lực. Và có những con y hoặc những con chém của mình. Một bài bên bạn không có gì chống y Max C đâu. Nốt hoàn toàn có thể đánh bài dummy ở trong trận này. Và dummy thì cũng là một sở trưởng nó một rồi, các bạn biết rồi đấy. Mình không nói nhiều về cái vấn đề dummy, nhưng mà nó một là một trong người dummy rất hay và thể hiện ở trong thời gian vừa qua. Đây là máy của game thủ chim sẻ. Vâng, đánh cung à, lại một trận và đánh nhiều dân nhưng lại lên đời sớm nhất bản đồ.
Ông này đánh kém nhưng mà lộc lá thế à. Rồi 10-35 với bài 28 sân của Mark C. Mắc bình của Sen là bao nhiêu nhỉ? Mà không nhớ rõ lắm đâu, nhưng mà chắc cũng chỉ tầm 12x thôi. 13-10 à. Chim sẻ 28 sân 13-5. Lệch Sen so với lệch so với Sen 5 giây. Có ép đời tởm thế à. Rồi vâng, 2S bài đánh cung à này, kinh khủng tởm. Quay trở lại với máy máy ở đầu cánh. À không, xem chip bò đi, chip bò là người đi dừng lờ. Dừng lờ rất cao. Vâng, dừng lờ cũng 27 dân. Mông thần thì cái kèo này đánh nhiều dân thế nhỉ. Không, dừng A. Dừng A đi chip bò, không phải bài đi dừng lờ. Dừng A cũng được, mà dừng lờ thì cũng ok thôi. 27 dân, dường như cũng trong đồ 10. Cuối 10 dành cho chip bò. Bài cũng là 2S. Và sẽ đánh theo kiểu mà Điền Hoàng. Tất nhiên là với bài đi dừng A thì rất hiếm người đánh theo kiểu vẽ ruộng tại nhà. Thực ra là cũng có nhưng hiếm lắm. Dừng A sẽ đánh hàng nhiều hơn và có nhiều tay để đi công nhà đối phương hơn. Bởi vì đánh kiểu dừng A là đánh theo kiểu công chứ không phải đánh theo kiểu thủ. Chết mất một dân thôi, sao chết không con dân. Vâng, con không được, tưởng cần hai bốn A đều mạnh máy nó một. Vâng, có hốc đầu cánh, có hốc và đối đầu với game thủ nó một, đó chính là nhà của game thủ Hồng Anh, người cầm mờ một. Nô sẽ thủ y vòng một giây ngày Vạn Lý Trường Thành. Tạm thời đang có 4 cây ruộng sóc chém. Bò nhà cực rộng dành cho nó một ở trong trận đấu này, nhưng mà khả năng cao sẽ bị đâm y. Trong hốc có vàng cho nó một, còn lâu mới thi đấu. Ta đến với Trường đi. Trường Vô Kỵ 22 dân, bánh xe đã có. Đối đầu với từ Trường Vô Kỵ đó là người thủ mô 4 Vô Thường. Vô Thường là người cầm IA Mato ở trong trận đấu này, gỗ rất nhiều. Vâng, xin quẩy chứ không phải xin sọc đời. Dường như Trường vâng bị phát hiện mỏ hiêu nhưng đập luôn khi biết rằng chém là chịu giáp. Vâng, ăn ở đây tươi nguy hiểm được không? Được, được không? Được. Vâng, hát karaoke hơi kém. Thông tin nhận về Egypt đi dừng à, nhưng mà khó nha. Thông tin nhận về Egypt đi dừng à, thế bên bạn ai đánh chắc nhà? IA Max C Baby như vậy, có mỗi Baby đánh chắc nhà thôi à? Và chim sẻ ra được với chim sẻ thôi, chim sẻ nắng dường như sẽ bị ốp rất sớm. Egypt đi dừng à, nhưng mà khoai nha, gặp ba ông thần lên đời quá sớm. Ông thần chim sẻ trong tia nắng trận đấu này lên đời siêu siêu sớm, nhưng Egypt vẫn đứng ở bên ngoài. Vâng, cung Egypt mà lại cung khắc chế những con cung A là rất tốt. Và đối phương dường như sẽ muốn có một pha vào thẳng nhà của chim sẻ. Một pha tụ, tụ cung R và đang chờ chém. Tụ cung R và đang chờ chém. Vâng, chém đã tới nơi. Yamato đã tới nơi ở trong tình huống này. 1-2-3 con chém liên minh với 1-4-0. Sẻ đang không có vàng. Một pha kẹp quân rất sớm dậy đời bạn. Tờ này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Liên minh 4 ở trong tờ này và đứng bắn cung R của ông thủ MOBA. Nhưng MOBA đang hit run cực kỳ là khó chịu. Sẻ đang không có vàng, có ai có vàng bơm cho sẻ một tên. Và đồng đội cần phải sang cứu luôn vào ngay. Cung R chiếc boy đang quay trở về. Một bài đi dương A nhưng lại phải quay trở về mặt bên phải em ơi. Vâng, Egypt đang bắn những chiếc nghe không cho chim nắng có thể quá khỏe ở trong trận đấu này. Nâng cấp đào vàng, cung A đã là chặt cỗ hai và không thể chém đâu. Đối phương ốp không thành công rồi. Nhìn bên cạnh đó thì sát thương của cao thủ đến từ GTV cũng giảm đi rất nhiều. Với bài mà đi dương A nhưng lại phải quay về nhà để đỡ cho chim sẻ. Thế trận không hề đơn giản. Đây là màn hình máy của vâng, tiếp tục là bị ốp. Chim sẻ nắng vẫn chưa qua cơn nguy hiểm. Vòng ba rất khó chịu game thủ Chi Mệnh. Một trong game thủ khả năng đánh cung R cực tốt của Clan Thái Bình. Khả năng đánh cung R của Chi Mệnh ở trong Clan Thái Bình có lẽ chỉ xếp sau game thủ Hồng Anh mà thôi. Rất khó khăn, liên tục có pha điều R đến từ các game thủ. Cung R rất đông dành cho màu A. Nhưng sẻ đang điều cung A là cực tốt, bắt luôn. Bên phải em ơi, bên phải. Nhưng đông đây nhá, không ít đâu. Đông đấy. Từ này chưa chắc em đã trượt đâu. Chim sẻ nắng đang khó chịu và em đang muốn ra bên ngoài. Thích thì là chơi luôn, bắt tên này. Nhưng không được, Chi Mệnh đã là người chạy. Chi Mệnh đã là người chạy. Bên bạn còn đúng một nhà chủ lực duy nhất, đó là nhà cầm Babylon. Và Babylon dường như là trong tay của ứng thủ công công thì phải. Màn hình máy của Samurian 33, sát thương không quá nhiều quay về thủ. Max C của ứng thủ nó 1 thì lại đang khỏe với bài đánh cùng nhà. Anh đang ra dần.
Max C của mùa 2 đánh chắc nhà. Vâng, Max C mùa 2 chắc nhà 48 dân. Vâng, Max C mùa 2 đánh chắc nhà rất dị nhân. Bên bạn có rất nhiều loại quân của anh chắc nhà hay, như kiểu là Egypt, như kiểu là Babylon và như kiểu là Yamato. Nhưng mà chỉ có mỗi mình mùa 2 là người chắc nhà trong trận đấu này mà thôi. Pha về E của đội trưởng No 1, Y đang kéo quay trở về thủ. Nhưng tên này phải cẩn thận, tên này phải cẩn thận. Rất nguy hiểm tên này, what the hell. Một pha lọt ảo thế à giời. Sao đây hở tên này nhỉ? Một vị trí mà không ai nghĩ rằng hở, nhưng nó đúng là hở. Rất khó chịu, chỉ hai lạc đà lọt bên trong. Nhưng một sẽ rất mất tay. Bơm vàng cho chim sẻ. Cái bên này thì chim voi tham 32. Không ai thấy nhà của Chí Công đầu. Chí Công là người đánh cung A. Và xong toàn dân. Tham 2 của game thủ Chí Công rất to. Vâng, to hơn tham 2 của chim sẻ nắng một chút. Nô 40 vẫn đang vất vả với con. Ông vừa phải E thì nó mới không hở chứ. Ông vừa đóng E vào rồi thì nó mới không hở chứ. Vâng, bây giờ thì Y đuổi lạc đà. Úi dồi ôi, đuổi đến mùa nào nó mới xong đây. Một pha lọt cực ảo khiến cho một tự dưng lại bé. Đang to như một cái loa. Đây là màn hình máy của game thủ. Không được khóc, không được khóc, thôi xong. Khóc phịt mất rồi. Pha vé khủng con em là khiếp đến với trì mệnh. Khóc mất 15 dân tuần này. Tham này từ 20 tụt xuống còn 5. Cẩn thận phít đi em ơi. Tôi quay trở lại với chim sẻ thôi. Tham này bị đè gấp xuống sau tuần vừa rồi. Một tuần khóc mất thảm rất nhiều. Đây là chim sẻ. Tham này 75 dành cho chim sẻ. Dân của game thủ Chí Công đang là rất nhiều. Nhưng ta cũng hy vọng rằng điều thần kỳ ở trong trận đấu này, khi mà game thủ chim sẻ là người chủ lực. Bên phía kia chỉ là 9x công thôi. Chim sẻ vs 9x công trong thế trận solo. Bên bạn thậm chí còn đang có một cái tên mà ốp quần cơ. Rất khó chịu game thủ trì mệnh. Vậy e đến được trì mệnh. Nhưng thích thì là chơi luôn. Tôi không hình án, hy sinh cung A trong tuần này thì cũng được. Khi mà đã lên 4 sóc, bắt đầu sóc con hot đầu tiên. Nơi gấp đào bằng 2, bắn lửa và bắn chặn. Nhưng đầu cánh bên kia thì Yamato vẫn như một con trâu. Màn hình máy của chị Boy. Chị Boy ăn con dân nó đồ bảo chết. Đừng có chính đoạn vớ vẩn. Ông ăn là con dân nó chưa bảo ông bảo chết. Bắn được 3 con chém. Ăn được một dân, ăn được 2-3 con chém bảo nó chết. Đừng có bịp, nó không có gì nó mà quán. Đây là game thủ cầm Summer, vẫn đang là ổn. Em quay trở về hồi dần đi là vừa. Đây thế trận máy solo giữa chim sẻ và game thủ. Vâng, chỉ đi công. Một màn solo đấy. Nhưng chính công sẽ có lợi thế hơn rất nhiều, bởi vì bên bạn vẫn đang còn quân để có thể quấy chim sẻ. Trong đó bên này thì không còn quân để quấy nhà của chí công nữa rồi. Chí công sẽ được, chắc chắn sẽ được game thủ tôm. Không, chính xác hơn là binh luyện viên tôm. Chim lợn cho kiểu lên hot thần sớm để có thể ốp chim sẻ. Chí công đang rất nhiều dần. Xuống dần của chí công nhiều hơn sẻ rất nhiều. Tham lai, tham lai hai nhà lên 4 xong. Nhưng chí công có tham lai khoảng tầm 100, còn sẻ chỉ là 80. Thế khó dành cho chim sẻ. Nhưng không phải là không có cửa. Chỉ là 9x công thôi. Một trong game thủ được đánh giá không quá cao. Vâng, bây giờ thì nhà còn khỏe còn lại duy nhất của GTV đó chính là nhà của game thủ No 1. Người đánh Y chắc nhà và chim sẻ và làm các đó để bảo kê cho No 1. No sẽ bơm đồ cho game thủ chim sẻ để chim nhà có thể lên Y thần sớm. À xin bạn, để lên hot thần sớm. Và No 1 cũng sẽ người lên 4 ngay sau game thủ chim sẻ đi nắng. Nhưng vấn đề rằng tôi đang nghĩ rằng nhà của anh chuẩn bị công. Lên giáp đi No 1 ơi. Vâng, No 1 đang không có vàng. Đồng đội đang ở đâu? Chim sẻ cầm sang đỡ. Rất nhiều người đang công sang tên này. No 1 đang gặp khó. Đỡ thì mất thang. Mất thang thì là thua luôn. Có hot ở vị trí này. 3v1. No 1 nhiều khả năng sẽ đi về biển đảo chỗ này. Nhưng sẻ đang gom rất nhiều quân ra để có thể đỡ cho người anh trai của mình. Đội trưởng No 1 này có đỡ được không? Hot cung R. Ngựa chém đang lao vào trong. No 1 cả phải xiên giữ và thả xỉu. Hot bắt đầu tới nơi. Nhưng cung R của mệnh đang là rất nhiều. Rồi, ngon rồi. Vẫn đang giền giữ đối phương không vào bên trong. Sẻ đang sử dụng turn hit and run và carrier để ăn những con lạc đà của ứng thủ Hồng Anh trước. Vâng, hot đã là giáp 6. Nước kick hot thần ở phút thứ 34. Vẫn pha được nhận đồ đến từ ứng thủ N1. Lạc đà hết rồi nhá. Lạc đà hết rồi đấy. Nhưng tôi thấy hot của chính công không quá nhiều. Dưới chính công cũng đang kick hot thần ở trong trận đấu này. Một pha có lẽ sẽ được chim lợn.
bởi vì Chí Công là một trong những người thực sự thì kinh nghiệm đánh 4-4 của Chí Công không quá nhiều. Nhưng bây giờ thì hot không công nó ngon rồi. Và Chí Công đang không lý trong cái này, cũng đã giáp 6 giày Chí Công. Và tôi nghĩ rằng thì hiện tại Chí Công cũng đã bắt đầu chuẩn bị kích hot thần. Đã kích rồi, không phải bắt đầu. TBA, TBA sẽ kích hot thần rất sớm với pha được nhận đồ đến từ N1. N1 thủ nhà xong, ô, N1 còn nhà. Rất ngon mặc dù vẫn đang bị công. Nhưng với những con Imax C này thì game thủ MOBA rất khó để có thể công game thủ N1. N1 đang khung nhà tưới rộng ở phía bên ngoài, liên tục bị cá rỉa nhưng mà không sao. Rỉa đến mùa quýt làm sao thì cũng chả hết được gì. Nhưng mà trong nhà vẫn đang còn rất nhiều dần. Quay trái với chim sẻ. Chim sẻ là người cần bản đồ trong trận đấu này. Hot thần chưa? Cũng chưa lên hot thần. Cái em thủ chưa hot thần. Nhưng sẻ đang có tình huống bắt quân của thủ Chí Công tốt hơn. Một trăm hai mươi mốt hot đã hot thần. Và hot của Chí Công là như thế nào? Chúng ta cùng chờ xem. Sẻ đang muốn đi công một tuần. Hot thần có lẽ sẽ là sớm hơn đến từ cái thủ chim sẻ. E kìa, nét bản đồ hở không, hở không, hở không, hở, vâng hở xong tuần này. Ôi dồi, tuần này phải lao vào, hở, vâng chim sẻ, vâng nông bột, à không xin bạn, chiếc boy bảo hở tuần này. Tuần này mà vào thì đừng có hỏi tại sao, vào không, hở đâu, ông bị tôi à. Có một tuần đưa hót ra, hót thần chứ em, Chí Công hót thần chưa nào. Không biết rằng đã là hót thần chưa, sẻ đang đẩy rất nhiều hót lên vị trí này, cung ạ, à. Không khác gì là gãi ngứa. Chim boy dậy luôn, chim boy, chạy. Rất nhiều hot của game thủ cầm Max C, game thủ mùa 2. Hot thần chưa, bên này cũng đã là hot thần. Như vậy là chỉ là cần nhau thôi. Chí Công cũng có bài lên hot thần rất sớm, chứ không hề muộn một chút xíu đâu cả. Nếu thần chỉ muộn hơn chim sẽ đắng một chút. Không quá nhiều, sẽ cần phải ra ngoài để ăn thêm vàng. Sang vị trí này. Bên bạn còn ai to không? Có lẽ cần phải có người phải chơi tạp. Đẩy nhà một một tuần. Sẽ đang chuyển từ thế thủ sang thế công. Thêm người lên hot thần sớm hơn và đi quân hay hơn game thủ Chí Công ở trong trận đấu này. Hồng Anh đang xong rất nhiều dần. Những tên này sẽ là cái tên của Hồng Anh sẽ mất time cực kỳ nhiều. Hot đang có bắn chặn. Đam thì là cực to. Đam là chim. Và pha vẩy e của game thủ chim sẻ. Đủ gỗ là đủ để cho chim sẻ có thể vẩy e. Tiếp tục là rất nhiều dần. Pha vẩy em tuyệt vời của chim sẻ được. Không được. Vâng chạy thoát 5 con. 30 con đồng dần của Hồng Anh vừa phải nằm xuống trong hướng vừa rồi. Nếu một lên 4 luôn không. Vấn đề là lên 4 thì đồng đội cả vì ăn vàng cho em thủ nó 1. Một chút thịt để cho nó một kích 4 ở trong trận đấu này. Tham lai 6. Nó 1 lên 4 đánh y như vậy đẹp không? Ông chú bò lên chưa à? Đây là mảnh máy của em thủ cầm phone này sẽ ăn hồi lên tham 16. Nó 1 tham lai 6x đang bơm đồ chú bò. Chú bò muốn lên 4 trước. Bên mảnh máy của em thủ cầm phone. Nó cũng quay trái với chim trẻ thôi. Sẽ đang bắt đầu đi ăn vàng nhiều hơn ở trên bản đồ của mình. Bảo kê cho nó 1 là ngon. Khi này một là một người cũng là thằng này rất to điên vàng em ơi, vàng yếu quá kìa. Ăn vàng bên nhà hàng 6 ấy. Vâng, sẻ đang có một tình huống đi bắt. Cứ tơ tơ. Đang bắt. Bắt thế này. Chí Công đang đi cung à? À chú bạn đang đi hot. Hot Chí Công được 4 quả cái đồ nhưng không, sẻ là người rất nhiều kinh nghiệm và trong thời đánh 4-4. Em đang ra bắt quân. Tơ này Chí Công có để ý không? Chí Công đang không thể công được chìm sẻ, các bạn thấy một thế trận rất hay. Đó đúng là sự khác biệt đến từ người cầm chủ lực. Bên phía kia là người lên đường 4 sớm hơn, lực thì khỏe hơn, có người bơm và thậm chí là không bị ai quấy. Nhưng vấn đề rằng đây là người cầm hot và đây là chim sẻ. Tiếp tục là rất như hot thì Chí Công đang phải nằm xuống. Thông điện về 90 dân đến từ game thủ cầm Yamato. 60 dân của Yamato, không phải là 90 dân. Vâng, sẻ này cũng đang phải đỡ ở rất nhiều mặt. Mặt bên kia thì nhiều khả năng cao sẽ không đỡ được cho game thủ No 1. Và không đỡ cho No 1 thì là khoai. Yamato đã có rất nhiều dần rồi. Nhưng Chí Công đang đứng hot. Anh đứng hot bắn nhà BG. Rất tốt. Một pha đứng hot rất tốt của game thủ Chí Công. Vâng, đem lại chiến thắng dành cho game thủ của NTV. Nhưng cánh bên kia No 1 bị công quá rát đi thôi. Nó có đỡ được không? Vâng, y mặc dù y khỏe nhưng chỉ là y đời 3. Mà đây là hot thần của đời 4. Anh vẫn đang rất cố gắng rèn giữ và thả diều. Nhưng những con y thì không có quá nhiều tác dụng với những con hot thần của vâng Maxedo nhà. Thôi, thôi làm ăn được bao nhiêu thì làm ăn thôi. Không, anh đèn nhà ra mà chạy. Ra ngoài để ăn thùng ra. Vậy e vào. Rất khó khăn dành cho đầu 1. Chim sẽ nắng bỏ luôn. Vâng, bỏ người anh trải mình nâu một kích 4 khi bị công nhà. Ê mà dần chơi.
bị công nhà, bị bung nhà nhưng lại kịp bốn. Đấy sợ bao bo mặt trên kia, bo mặt trên kia vào. Đây thằng này này BC BCL ấy. Thôi ăn vàng thì cũng được. Quả chạy với chim sẻ nắng. Chim sẻ nắng tham lai nhiều. Vâng, tham lai gần limit rồi. Vâng, dân của bộ 4 chạy đi đâu vô thương. Chạy cả chúng tôi này. Và giải E điên cuồng đến từ game thủ VTV. Rất nhiều dân vô thương phải nằm xuống. Anh đang cuống về E. Anh cuống đập E và chạy. Nhưng mà đằng sau có Chí Công này can với cả chúng tôi này. Chơi luôn. Can với cả chúng tôi này. Vào đỡ đi. Vào đỡ đi thì là chơi luôn. Sẻ đang ăn được rất nhiều vàng. Thằng này rất ổn dành cho chim sẻ. Thông tin nhận về mùa 1 đã lên 4 sòng. Mùa 1 lên 4 sòng, game thủ cầm Babylon. Đạp đôi của Babylon thì lại yếu hơn đạp đôi của game thủ cầm Samurian, game thủ Chickboy. Chickboy là người đã lên 4 rồi. Thằng này Chickboy đang nở ra từng ngày. Đứng cao hot lên để bảo kê cho Chickboy nào. Thế nhà của Sẻ là một thế bài xấu. Và Chickboy phát triển rộng ra phía bên ngoài. Cái này hot của Sẻ chỉ nên bảo kê thôi. Cánh bên kia chúng ta vẫn đang nhìn thấy một pha tấu hài đến từ đội 1. Và anh vẫn dùng Y đời 3 để chống lại hot thần đời 4. Và đang diễn giữ tà diều khá hay. Chí Công dường như mất rất nhiều tay. Dân thì không bánh xe nhưng anh cứ chạy lòng vòng. Tham lai vẫn 76 ấy, phải e. Không cho đối phương vào. Vâng, lại chạy ra ngoài. Như nào? Vâng, mất đội dân này rồi. Không sao. Mất thì lại chạy. Và Chí Công ra không quý. Vâng, ông phải e bắt hot à? Ông phải e làm gì đây? Vâng, liên tục là phải e. Chí Công mất rất nhiều tay. Tham vẫn 60. Không vấn đề gì cả. Vâng, bắt đầu nâng cấp chạy nhanh cho con đi. Đây là mảnh máy của thủ cầm Yamato và ở siêu đoạn cầm Maxe. Maxe bắt đầu đi công rồi. Sau khi thủ nhà tôi nhiều bây giờ đã đi công. Vâng, đi công đối phương quyết chưa. Và Chí Công mất rất nhiều chân cho tôi này. Loạn một tên vào nhà game thủ Hồng Anh. Hồng Anh là người chưa có hot và cũng chưa có đạp đôi. Lọt tiếp vào nhà game thủ mùa 3. Lọt tiếp vào nhà game thủ mùa 2. Sẻ đang ăn được cực kỳ dân, kinh được cực kỳ thảm thế này. Hot Chí Công đâu? Vâng, tôi không thấy hot của Chí Công đâu cả. Đây nhà Chí Công đạp đôi, chú mời có mặt đây luôn. Lao vào trong và ăn dân rồi. Đạp đôi sẽ vâng đạp ruộng. Còn hot sẽ bắn những con hot của đối phương. Hot lao vào trong, chỉ là hai con nhưng đều là hot thần. Với đam chín của mình bắn cực nhanh. Có bắn chuẩn và có cả lửa như thế này thì Chí Công sẽ mất ruộng. Và quyết chưa nhờ, Hồng Anh không chạy dần nữa rồi. Hồng Anh dưới đang buông chuột. Không chạy dần. Và quyết chưa? Thế vẫn chưa quyết à? Buông chuột vẫn chưa quyết. Từ đôi dị. Sẻ đang công 4 nhà trong trận đấu này. Vừa quản lại nhà mùa 4 để có thể ăn vàng. Vừa công nhà mùa 2, vừa công mùa 3, vừa công cả mùa 1. Công lắm thế à trời. Và đáng nghe chim sẻ tên là công công thì mới đúng. Tiếp tục ăn được dân của mùa 4. Fan kinh của Sẻ trong trận đấu này có lẽ phải lên khoảng tầm 45 lít rồi. Ở nhà vẫn đang còn rất nhiều hot nhưng Sẻ đang hết vàng. Nhưng ở nhà vẫn đang còn cực kỳ hot và quyết đến từ Hồng Anh. 3-1 giây game TV ở trong xe đấu đầu tiên. Một trận đánh cực tốt của chim sẻ. Đây là sự khác biệt đến từ người cầm chủ lực. Sự khác biệt. Có ai nhớ rằng ở trong thời điểm lên 4, Chí Công lên 4 muộn hơn một chút. À không, lên 4 ngang phèo. Nhưng vấn đề là lực của Chí Công khỏe hơn rất nhiều. Lực Chí Công khỏe rất nhiều, hướng dần nhiều hơn. Đi hot trước nhưng lại không thể làm được gì trong trận đấu này. Hot thần đến từ Chí Công không có quá nhiều tác dụng. Không đẩy được nhà, thậm chí còn không đẩy được nhà nô 1 cơ mà. Vâng, nô 1 thủ Y đời 3, thủ lại hot thần đời 4. Không hiểu anh thủ kiểu gì. Vẫn thủ tươi, tham vẫn 6x. Thân hình hoàn toàn bình thường, thậm chí còn khỏe luôn. Tuyệt vời, 1-0 về C, chúng ta đến với C2.